thì cái món gà này nè mình làm được hai món luôn á. Một á là mình chiên với lại bắp, còn hai á là cái bộ xương thì nơi á mình sẽ nấu canh với bắp luôn. Em còn chiên cánh gà nữa mà. Con thôi dựng hai đi, dựng hai mới xuống, con thôi dựng hai đi. Rồi. Anh tới lại thôi dựng hai đi mà. Thôi thôi. Thôi dựng hai. Ờ, Quy giỏi quá ta. Dựng câu với. Quy nay Quy hết bệnh chưa? Cánh tay gì hai ngái đây. Quy hết bệnh chưa con? Dạ rồi, con thấy con. Y như chị, con bay chị. Dạ rồi con. Cái bông này có gai á Quy. Cái bông có gai đau tay á. Giỏi quá ta, Quy dạ gì hai rồi giỏi quá ta. Quy nữa đẹp gái ta, tóc quấn giận hả anh? Tóc quấn. Trời ơi, cái trời tóc quấn rồi. Quy giống ai tóc quăng nè. Quy mắc cỡ nha, mắc cỡ. Quá bà lớn mắc cỡ nữa ta. Ngồi quay đừng mất đi. Để cho Vi bức. Nó được 7 tháng thì bức bầu. 5 tháng thì thôi đừng có 2 tháng tiêu qua mua mẹ con. Cài qua nữa. Thôi đừng cài em. Em không chịu. Em không chịu cài. Mà mình bỏ tiêu vô nữa cho nó thơm. Khánh nào có muối nè, Khánh bỏ muối chưa? Chút nữa. Ừ. Bỏ quen xịt ướt cây. Đó, thấy vậy. Con làm gì Vi? Con cá các bạn. Cá rồi, con cá. Giờ Dưỡng Hai chích cây, Dưỡng Hai cầm cái búa rồi. Dưỡng Hai ơi, Dưỡng Hai đừng đánh con Dưỡng Hai. Dưỡng Hai ơi, con phải ta lại con xin lỗi Dưỡng Hai đi, con đừng giọt nước nữa, lẹ lên. Lẹ lên. Để lên. Hai đứa dành tưới hay gì mẹ? Bơm, để dưới đất bơm, để dưới chân, để dưới chân bơm nó mới mau. Dặn ra để cho xè ra. Dặn cái vòi cho xè ra. Con thích tưới không? Bảo Nguyên, Bảo Tân, Bảo Nguyên. Mẹ cứ chỉ con nha. Con nhỏ này nhỏ mập này thì giống thằng dây y chang thằng dây luôn á. Để này để khoan hết mập mập ơi mập đứa thứ ba đứa thứ mẹ vậy vậy cân đều bộ như vậy nó bà nó cân hơn á mà quýnh cũng nhiều hơn bị lì. Ủa anh hai tháo giùm em hả anh hai? Thôi cái này chỗ cái này bữa hổm chú Sáu chú đổ đành á rồi chú chưa có kịp tháo ra mà nhà mình cũng không có ai tháo cho nên có sẵn có anh hai á, công chuyện của đàn ông anh hai làm giùm. Này đóng kinh là gì chứ rồi. Vậy rồi sao? Nghe chó này nè. Em miếng xà beng sao sao đó nè. Sớm cái cây xà beng. Cái thì em mới đâu. Tiền tiền cái cá tay cái diện tiền cái mỏ có sao không tiền? Sưng mỏ. Cái cá tay sao rồi? Cắn hả? À, đừng đừng đừng. Nè, gì nè. Ồ sưng đó. Sưng nó mà anh hai có bị sưng đâu không anh hai? Nè, anh cũng sưng nè. À, em bị cô vô mẹ giờ con công lại tiền cái này bị gì dị ứng ong chích hả? Thì ong chích rất là đầu này nè, ra đang xương cái này nè mà giờ lên đây nè. Ừ. Này giờ công lại không được mà, còn này cái này khỏi đi bơm còn này cười vậy mà mắc cười hoài à ong chích mà cười. Thôi. Mình đổ ra anh ở ngoài này đỡ à, vài bữa nữa sau khi mà nhờ cái chú kia mua được cái tấm đó mình cũng không biết kêu bằng cái tấm gì nữa thì mình lót ở phía trong kia. Cảm ơn anh hai, em cảm ơn anh hai. Để chị thịt, để chị thịt cái cây đi con.
đó. Để em nhìn kỹ lại nha. Ở ở đây có một bầy vịt tày và một con ngỗng đực. Đây cầm búa, cầm dao nha. Một bầy chim le le. Có một con kia đó kìa, nằm. Có hai con lận, một con bự, con nhỏ. Vi được sạch thế gì tiền? Mẹ biết con không có khả năng đó mà mẹ. Tiền tiền, Vi kêu gì tiền? Vi ơi. Con nữa nhập nước nữa bệnh nha con. Bệnh là vô bệnh viện bác sĩ chứ không mạnh dữ lắm. Nè, đứt thai đụng vô rồi. Nè, coi nè. Dẫu gì lớn nó làm biến. Cho Vi mượn. Nói, con nói sao? Cho con mượn. Con mượn. Mượn, mượn ai? Hỏi ai? Chơi. Giống ba nó hả? Rồi tôi cho con mượn con phải làm sao? Rồi về tôi cho con mượn. À Tư rồi sao nữa? À Tư rồi sao nữa nè? Đây nè đây nè. À Tư rồi sao nữa? Rồi làm gì nữa? Rồi sao nữa? Cảm ơn Tư. Xin Tư lợi. Dạ chơi. Xin lỗi Tư. Rồi xin. Dù sao cũng xin lỗi rồi. Hôm nay của tớ. Không biết cứ mở từ rồi không tính thôi. Này. Bỏ mấy cái này nó còn làm nữa. Anh hai sửa dáng lại giùm tại vì chú Sáu chú làm xong chú còn để ngỏng ngang. Anh hai sửa lại giùm nhà mình nè. Rồi Vi làm cho mẹ coi đi. Rồi Vi làm cho mẹ coi đi. Rồi Vi bắn lén mẹ. Hộp cây, từ hộp cây xuống nước. Rút lên, rút cái đầu trắng này lên. Hộp cây xuống nước. Vậy hả? Cái gì vậy? Xịt dưỡng hai hả con? Xịt dưỡng hai hả? Dám xịt dưỡng hai luôn hả? Đây đây đừng để em đi hả? Dân dây. Ngang, gan dây ngang. Hai ơi, ôi, trời ơi, con này. Sao ướt một hả đâu mày? Ờ. Thầy để hai ớt cho. Hồi nãy coi chừng lọt cái nha nè. Chút xíu đường thôi tại vì hồi nãy cái bắp nó cũng ngọt rồi. Nè hai. Đúng rồi qua. Cảm ơn coi nha. Ra thiệt là. Ra thiệt là họ mới bỏ tiêu này sao? Có thiệt là dễ thương. Đúng rồi, tiêu qua còn hiếu tiêu quá. Ngon quá. Nhanh lên, nhanh lên qua. Trời hủ tiêu nữa rồi nói dễ thương luôn. Thôi đừng dọc nữa, cảnh nè. Sỏi vào vô luôn hả? Đó. Cháy không? Cháy, để đó cháy. Thôi dọc nãy giờ rồi. Để đó cháy dở hơn. Chắc gì được rồi không ạ? Đó là hủ tiêu hết tiêu rồi. Gì đấy tiêu, tiêu ở tâm họ, tiêu ở tâm trai á. Còn cái này mình có bỏ vô luôn hả? Chưa, chút nữa mình bỏ sao vô.
nên mình làm bắp chiên. Bắp gà chiên bắp ha, bắp chiên gà. Con hồi xưa thì con gà nó ăn hột bắp. Gà ngọc bắp. Vậy nó ỉa gà hột bắp nó mọc lên cây bắp. Giờ con gà bắp ăn gà. Giờ mình vừa ăn gà vừa ăn bắp. Cái này coi vậy hồi nãy không tưởng nó ít mà giờ thấy nhiều quá ha mọi người. Nhiều lắm. Bắp vô nữa nhiều vậy đó. Hả? Nhiều lắm. Rồi giờ mình bắt chảo lên, mình bỏ tiêu vô đây, bỏ rồi chuẩn bị bắt chảo lên là chuẩn bị chiên. Xào. Đem ra cái bếp kia hả? Bếp này nè chị hả? Bếp kia cô dùng hả? Bếp kia muốn làm gì làm. Đâu có đâu. Làm gì làm. Tại vì em rảnh em ra ngoài em chơi cho mát. Dạ cái tay bị ông chích về cái tay này bị liệt rồi chị. Bị liệt. Cắt mưa hết rồi. Mời. Coi cái vụ á, ông cười muốn chết luôn. Thấy không, có mật không, cái mật hút vô hết à. Có. Ba cả chục tàn được giọt mật. Cái mật tép vô. Hút hết động sáng giờ á. Nó sao mà ngộ, hồi nãy thì nó nhức, giờ nó ngứa. Mở tay gì đẹp không? Đẹp luôn, toàn quay thiệt là đẹp á. Hồi đó định đẹp á. Hình như người Pháp á, người ta làm gì nè. Bắt tay cái hung cái không? Ôi đẹp sao bằng ngón tay con. Cái hung cái. Học ngay cái đó dung nụ kìa. Cái tay nghe nó dung nụ kìa. Cái tay thì giờ đâu hẳn là được đâu. Nè tiện đang dung lên luôn nè. Nó đang dung từ từ tới nè. Hồi đó ông nội cứ hay lâu lâu là đi cho con ống mật nó chích á. Nó cắn ngay mặt nó đã chị hai. Để làm thuốc anh hả chị hai. Chị hai cắn ngay mặt. Ủa ba tay của con đâu rồi? Đây nè. Ủa cái này hả? Ôi nay chỉ việc mình xem thôi, có hai đứa cháu nội mình nó làm thế mình rồi. Em có em gái thôi, có nó tạo mắt hay gì. Chắc dầu sôi hết mà bạn. Ok vậy. Hai đứng học bao tay này vô nha. Quéo luôn bao tay, quéo lại cho không kịp á. Nó do cục gì nãy tưởng đâu chiên nghiêng cái dày. Thôi nguyên. Ê. Dính bao tay nha. Chừng dính để thử cho nó có bị bể ra không. Không. Không bể, mừng quá, mừng quá. Mừng quá. Tưởng đâu nó bể ra mà. Nó có bột dính vậy. Bột vô mà làm luôn rồi. Cô vô. Mà bãi lấy mẫu nha. Mà bãi lấy mẫu mà dò cho mà bãi ở vô nha. Đây này. Đó. Đó có lại hả? Hay dữ rồi ở đâu à? Em để thả. Đảo quá à, cưng quá à. Giờ cục dẹp dẹp để nó không chín à. Chín. Con Nguyên không làm chứ cô Khánh. Ủa có giống như nãy vậy hai người thở lên mò. Nội đi đưa bà nội đi, con đưa bà nội vào tay rồi. Đi. Rồi. Rồi rớt rồi. Ủa đâu rồi. Nãy con làm ba cho con đi con làm. Con đi lấy cái dĩa đi. Đi ta nghe. Tao sao à. Nghe lửa lớn quá sao mà cái cục này nó mau vàng quá ta. Rồi đưa bỏ tăng mang làm thôi. Nè. Rồi. Rồi. Tăng như bây giờ. Bây giờ cục nhỏ thôi nha. Mình để cái vô cái giá gì nè, rồi mình để vô chảo đó. Ngược lại, lộn lại. Con lộn lại. Không có vậy đi, bị cái bề kia. Vậy á, cầm là được, vậy được. Ôi giò cái gì mà ta dứt về ta để cũng được. Sao toàn dữ con? Dài nó, dài mình ăn nó dễ. Mấy người ta toàn, ta phải là toàn chứ không. Ủa ta làm giống người ta. Hai ơi, nãy hai có chuẩn bị đồ đựng chưa? Kìa, đây nè, có rồi, có rồi. Phải có cái rổ te hay gì vớt để nó cho dầu có nhiều xuống. Chắc có cái gì đó. Có giấy ra tổng á chị hai ơi. Ủa ai? Cái này hả? Ừ. Okay. Để ảnh tên đó. Ờ nó có nghĩa vậy nha. Ngồi nguyên cục luôn à. Nhỏ nhỏ á con. Dạ con dở luôn à. Nhỏ. Ủa Dương bác, giá bác xong gì Dương không? Chưa. Được nhiêu cục rồi Dương không? 45 cục à. Bà ngoại với Vi làm gì ạ? Vi chơi với ông Út vác đất nè. Vi có phụ ông Út vác đất không con? Con có phụ. Con phụ làm sao? Con chưa tắm được con. Tắm dũng không? Thôi tôi không tắm dũng đâu, con tắm đi. Tôi sợ cá sấu lắm. Vi sợ ai tắm dũng không? Không, nó dũng như nước dũng giờ. Vì nước cập cập vi chặt lắm. Vi trùng không ạ? Vi trùng mới dũng không? Vi dùng cập vi đốt kìa. Đất
cái tép và tấn con nha. Trời ơi dữ vậy. Trời ơi. Cặp 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 mẹ Vi hả? Mẹ nè, mẹ có Vi hát rồi ơi, đừng bỏ. Mẹ thương lắm á. Mẹ Vi Vi chơi gì vậy? Con nói gì mẹ không nghe. Mẹ ẩm Vi đi chơi gì vậy? À, mẹ ẩm Vi đi chơi vòng vòng. Chị chịu không? Dạ chịu. Ủa mẹ ơi. Ủa? Dựng dựng úp be chỗ này ra thêm chút nữa hả mẹ? Ừ, kè thêm cái này đó, nó meo quá sợ nó nở. Chỗ này hồi đó là cái dũng độ. Cái dũng cái chỗ này là cái dũng nè, rồi cha. Cha mới đắp đập. Từ từ. Đắp đập, đắp từ từ. Bùng không phải ông úp. Cửa thương ngồi thôi con, ngút làm con dính bùng đó hả? Thấy không? Dạ. Con sửa sang này đừng đi, đi mất cá rồi chó nó lên quá đi. Mà chị ba vậy hả? Chị đó, chị gì á? Chị đó tên gì con? Chị tên gì? Chị Bảo Tân. Chị Bảo Nguyên. Chị Bảo Nguyên. Chị Bảo Nguyên ơi, tại vì em chơi nè. Như là chơi với em bé rồi con. Đi. Cỡ Nguyên giúp bạn. Đi mà, có gì đâu mắc cỡ. Đi, lên chơi với em bé đi. Bảo Nguyên giúp bạn hả? Đi, lên chơi với em bé nè. Con chơi gì hai nè. Con dép vô. Đi. Con dép vô. Dép của con. Con nói sao con nói đàng hoàng cho mẹ nghe thử coi. Nói mẹ ơi. Rồi sao nữa? Con muốn mang dép. Mẹ đi đi. Mẹ đi lấy dép cho con mang vô. Vừa ghẻ quá chừng hết mẹ. Có viên. Có viên. Có viên. Có viên. Mấy cái gì ạ? Cái gì nha? Nè con đeo cổ chị đi cho chị ẵm cổng con nha. Không con quay lại. Con quay lại. Rồi, cổng đi. Trời ơi, nó cổng thì te te luôn á. Hay buông ra đi không té đâu. Đi từ thôi, đi từ từ thôi, đi nhanh từ quá. Từ thôi, đi từ từ thôi. Ai kìa, ai kìa. Có mặt con Vi là tiền, có mặt con Vi là tiền. Trời ơi, chị cộng nữa luôn. Có mặt con Vi là tiền. Đó. Có mặt con Vi sao đâu. Có mặt Bảo Nguyên kìa tiền. Còn nổi không không? Nổi không? Nổi. Ngồi sau lưng ta không, không nổi nữa thôi. Nãy giờ có mệt. Vi đi nữa. Đi nữa hả? Đi lên. Đi lên. Vi leo, Vi leo lên mẹ phải không? Đi. Trời ơi, cái quần dính bắp. Cái bột bắp nó ra dính quần con nè mẹ ơi. Cái mẹ nó gớt á. Bỏ tập chưa? Bỏ tập chưa? Chết tôi. Chết tôi. Hết không? Gì con cười dữ vậy? Gì con cười dữ vậy? Con kỳ. Hả? Con kỳ. Con khỉ hả? Con kỳ tiêu con cây. Con khỉ leo lên cây đó nó ăn tiền con khỉ rồi mẹ. Chết cái ghế rồi. Ồ, rớt cái ghế rồi phải không? Con khỉ đâu Vi? Con kỳ nè. Đâu? Nó đó hả? Con kỳ ạ. Khỉ hả? Con kỳ tích đầu tiên. Khỉ tích đầu tiên hả? Được con. Được. Con khỉ kìa. Tiền không có được. Đó, thấy không? Con kỳ tiền. Con khỉ tiền. Con kia đó kìa. Con khỉ tiền. Nè, ai này có quen? Con khỉ tiền. Cho Vi ăn cái giấy. Cho Vi ăn khế giới hả? Dạ, con ăn khế giới. Chị ơi, cho con ăn khế giới. Không biết xin nữa chứ. Nè, đủ chưa? Chưa rửa, con chưa rửa sao con ăn được. Chút mẹ vô mẹ rửa thì con ăn. Khoan ăn nha con. Khoan ăn, đừng ăn nha con. Rửa đi. Em bé nè. Học gà em bé thì có khế em bé nữa.
gì cũng có em bé hết trơn mà. Quỷ thở. Cái này bắp nó có màu vàng, cái mình chiên lên cái nó có mặt cái màu vàng ngon thấy ghê vậy. Mình không có bỏ màu bỏ gì đâu mà nó có gì mà mình quên luôn hai chiên từ nãy giờ luôn mình chưa hết rồi nữa. Từ ghê sao áp dụng vô nào cũng được ha, đẹp thấy ghê rồi ngon thấy ghê, thúi thấy ghê, thấy ghê. Quay qua con Vi hỏi nè. Út ơi nhắn con. Con Vi hỏi này là như bạn à. Tại nghe ở nhà ai cũng kêu qua bằng qua không đâu, kêu Út đâu, có mình nói kêu Út lên đâu bác nó đâu có chịu. Gì là nó kêu theo nấy hả? Ừ. Nãy nó dám nói. Nó nói tiền leo cây khế, nó nói tiền khỉ. Nó hỏi nó nói hỏi khỉ tiền. Nó biết ghê á. Nó ngọt quá. Bắp mà mới hái á, chuột nó hấp gì nó cũng ngọt hết trơn á. Đây là cay cay à, mình cũng không biết kêu bằng cái món gì nữa. Thịt gà mà tộn, mình tộn với lại bắp Mỹ rồi mình ướp rồi mình chiên, mình cũng không biết kêu bằng cái món gì. Kêu bắp thịt gà. Mời gà. Mời tất cả các bạn nha. Bắp bò, còn này bắp gà. Bắp gà ngon không Vi? Thử thử thơm không Vi? Thử thử dạ dạ thơm không ấy út. Rồi mời tất cả các bạn ăn. Quy cầm chia đi. Chị Hai anh Hai. Mà bảy. Quy cầm chia cho chị Hai cho bạn ấy. Quy cầm chia cho bạn cậu Quy. Cầm chia hết cho mấy anh. Cục mồi nè con. Cái này ăn nha, mình chấm với tương ớt. Anh Hai béo. Ăn đi. Bữa nay mình ăn không chứ mình không có ăn gì hết. Bảo nguyên. Thơm quá. Mẹ chị Hai ăn chưa? Thơm quá bật chữ khò Quy thử kìa. Thơm quá, thơm thiệt, Quy nó có thiệt chứ thơm thiệt. Thơm thiệt. Tiền ơi. Nó không bảo tân. Tiền. Bảo Nguyên, nó không. Chấm với tường ớt rồi. Nó không bảo tân, bảo tân nó không. Chấm với tường ớt. Mời tất cả các bạn dùm ăn nha. Ăn Dung ơi. Ngon dữ hả? Dạ. Ốc là ăn không? Ngon mà bảy. Ôi cha, ôi ngon mà cay quá. Tường ớt cay. Mà không chấm nữa. Vậy cũng vừa ăn rồi khỏi chấm đi. Giống bột lạc. Ăn hai con cay cũng được. Giống bột lạc quá. Nhắm mắt luôn rồi. Cay. Vậy là vừa ăn rồi khỏi chấm. Cay sao con chấm nữa. Mình thì mình ướp vừa ăn rồi. Còn chấm với tương ớt thì ai ăn cay được thì chấm. Anh Hai ăn cay được, anh Hai chấm. Cái này ăn cay giỏi nè. Đang ăn cay giỏi hả? Ngon không con? Thì con con ra đi bà bảy. Con con ra đi bà bảy. Ăn lụng được bắp cũng được. Mình ngủ chưa? Ngủ chưa? Ngon Quy, ăn Quy, ăn nửa Quy. Sắm cục Quy gà. Chân chó ăn con. Chặt con. Cái này kêu bản gì thế? Bắt cái thịt gà. Cái cục này á, kêu bằng cục này đi. Kêu bằng cả thịt gà bắp. Cái cục này á, cái cục này thì mình ăn vô á, mình thấy là bắp gà nó bắp gà thơm, nó thơm mùi bắp á mà nó ngọt, tại vì cái trái bắp của mình nó mới á, làm cái nước nó ngọt, mình ăn thấy mình nó ngọt á, mình để đường có chút xíu à. Thôi nha con. Cho bắp cay nha thằng ngốc. Đó, thịt gà thì bắp cay mà chấm thấy cũng ăn đó nha. Chấm. Đã ăn rồi. Nghe đâu hả? Đi lấy chết vừa có tiền với Thôi Thôi Thái còn kìa Thái. Thôi Thái. Còn anh Thái khỏi chưa? Em có chưa chừng nữa ăn nó chi. Dạ. Tiền với qua. Nó ăn đâu? Còn em còn giữa tổng kìa. Chén
của Bi. Chéo chân của Bi. Nhỏ nha. Nhỏ nha. Đi đâu rồi ăn hả? Chéo được của nó. Thôi để lên đi. Ông bò bẩn. Trời ơi lấy cách. Ông lấy cho nào. Không cho chéo nào. Thôi thôi. Thôi cho. Hết biết rồi. Thịt gà mình tầm nhuyễn ra mình chiên á, ăn nó mềm, nó không có bị dai, nó mềm mà nó ngọt lắm. Bắp với thịt gà cái nào cũng ngọt, cho nên mình ăn nó thơm, nó giòn, nó ngọt, nó dẻo. Tại vì mình có để một 2 ngàn bột mì tinh cho tâm này nè. Không cho thì thôi, cái gà nó không cho thì thôi. Có ngáy cho má nè. Ăn cái gì? Hỏi gì ăn? Má ăn cái khác. Cục nữa rồi nha, đã rồi. Ngồi ăn hết, ăn gì nào hết thôi. Cái này phải mà có xả cái nữa ha. Ngon lắm. Ăn khan. Đã rồi. Chai hả? Đi chai hả? Trong đây có hành rồi. Rớt rồi. Ăn đi. Ốc này, ốc này. Ăn đi. Chở ốc. Chở ốc hả? Chở quá. Ăn đi. Cho chị hai cục quay. Ngày Bảo Nguyên. Chị có Minh Bảo Nguyên lấy đây, chị có Nguyên, con còn hả? Trên 20. Ngày nha con. Cái dưỡng hai đi con. Cảm ơn nha. Dạ đi con. Dạ đi con. Đi ăn liệm liệm kìa. Nha hẹp. Mãi lần mới mãi. Đi ăn được, thầy đi ăn được. Chuyện cục dữ lắm. Nè con. Nó bị ăn cho hết luôn. Ăn cục dữ ha. Rồi dùng ăn đi. Dùng hiểu hồi ướt cái máy trời rồi. Dạ. Thằng chút nè. Có gì ba, có gì ba. Có gì ba ăn cục với con. Dì ba đâu rồi. Dì ba. Đây hả? Ờ, dì ba cảm ơn Quy nhiều nha. Dạ đi con. Dạ đi con. Cần nó ăn ớt hay quá. Hay ha. Có bằng nữa nè. Nguyên ăn ớt thấy sợ luôn kìa, cay nhắm mắt luôn mà cứ chấm. Nguyên hả? Ừ. Hả? Cay nhắm mắt mà cứ chấm hoài luôn á. Đừng chấm nó Nguyên ăn không đi. Đừng lấy nữa con. Đừng chấm nó ăn không. Giống giống bù tạp. Cảm ơn ngon hả? Ừ. Cay đổ mồ hôi mát mà. Cay nhắm mắt luôn á. Thả ra đi ăn đồ nướng á, còn cái đèn bù tạp nó nói vậy. Bù tạp ăn dạ ngon. Mà cái này còn nóng á, mình chiên liền á, trên chảo mình ăn hết không? Vừa luôn bây giờ cái giòn giòn ngon lắm. Dạ, ăn nguội rồi mẹ. Ăn nữa, ăn hết luôn. Ăn cho hết. Dọn sạch luôn. Hai. Ăn luôn. Nè. Nó không vậy. Ngon quá. Ăn nóng rồi sôi sôi sôi. Bắp. Ăn thì cứ ăn nhà cơm. Này rất ngon ha. Cái ăn ngon ha. Ngon quá. Cái đó Nhung làm á. Nhung tương một đơn nó Nhung làm á. Ớt Nhung làm hay không? Nó làm nó bởi ớt xanh đó không? Dạ. Nó làm ớt xanh gì vậy? Vậy hả? Sai hả? Ớt đỏ nè. Ớt đỏ. Đỏ màu à. Hôm qua cái chị tên Tiền Giang, chị bán chỉ làm ớt sai á, làm mỡ hành muối gì á. Ngon ghê hả Khanh? Ăn ghiền luôn á. Ngon. Nhất nữa hả? Ừ. Ngon rồi. Thôi bán ăn. Thôi hả? Ăn đi Bảo Nguyên. Cục nữa đi. Thôi cho chị lấy cho con. Chị vừa rồi nha. Hồi nãy thì mình sợ một con gà. Đi đâu vậy? Ba cái bắp. Quý rồi. Đi đây ăn không đủ. Mà bé nó sau khi chiên ra thì mình được như đây. Quý lấy đây con. Còn chưa chừng một chén á. Đi. Chưa chiên ở trong nhà. Rồi tiền nào qua với tiền đó muốn ăn thì chị ăn cho nó ngon, cho nó ngon. Quy ơi, clip của Khánh Trang cũng đã hết rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu như các bạn thấy thích thì nhớ like và chia sẻ cho Khánh nha. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có một buổi tối thiệt là vui vẻ ha.
Yeah.